Mình nên suy nghĩ xem làm gì cho những người thân của mình. Nhưng có điều, đến bây giờ thì ai là người thân của mình đây? Ngoài thằng Kiệt ra, không ai coi tôi là người thân cả. Ông biết rồi. Ai? Chồng của bà. Ba của thằng Kiệt. Không lẽ là ông biết bà đã có bồ nhí, rồi bà cũng đã bị... Bà thôi, rốt cuộc bà kêu tôi ra đây làm gì? Hả? Tôi không có thời gian để mà ngồi thơ thẩn với bà đâu. Ồ à. Chú không ổn hả? Không có sao. Bộ thằng Trả mua cái nhà đó thiệt hả? Thiệt chứ làm sao, thì chú đó mua, chú đó trả tiền, biểu tôi á sang tên, nhưng mà làm giấy cho bà Nguyễn Thị Ngà. Sao kỳ vậy ta? Nói nào ngay, chú đó mới có đặt cọc thôi. Khi nào á làm tôi làm giấy xong xuôi rồi á thì mới chồng hết tiền. Ủa rồi ông anh bán miếng đất bao nhiêu? Tôi bán 200 triệu. Tôi thấy gia đình ở bển cũng tốt nên tôi mới lấy có 150 triệu thôi, còn thiếu lại 50. Khi nào á có đủ 50 á thì trả tôi cũng được. Rồi giấy tờ làm sao? Thì hồ sơ tôi nộp lên xã xong rồi. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi phải về tôi xử lý một số chuyện. Nè, bà nói gì đi chứ? Có gan chơi thì phải có gan chịu. Là một thằng đàn ông, sống đừng có hèn hạ quá. Có chuyện gì thì cũng phải cư xử như một người có ăn có học đàng hoàng. Còn muốn gì thì nói tôi sẽ giúp đỡ cho. Nên nhớ, tôi là nạn nhân của thói ăn chơi bừa bãi của Thịnh. Không phải tôi là người lây bệnh cho Thịnh. Đáng lý ra tôi là người trách Thịnh mới phải. Đằng này tôi không trách. Thịnh ở đó đừng có ăn dại với tôi. Bắt đầu từ việc bà dụ dỗ tôi, cho nên tôi mới có lối sống buông thả, rồi trượt dài xuống Vũng Lây. Bà nên nhớ, trước đây tôi là một người đàng hoàng đó. Tại sao bao nhiêu người bị dụ họ lại không đồng ý? Thịnh lớn rồi, phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình chứ. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi đã gây nghiệp quá nhiều, cho nên bây giờ tôi nhận hậu quả đó là sự công bằng. Còn bây giờ Thịnh nên im lặng đi. Sống cho từ đây đến đó, sống cho đàng hoàng vô. Đừng có la làng, thiên hạ họ cười cho thúi đầu.
Em đi chùa từ bao giờ vậy? Anh cũng đi chùa sao? Nào giờ em chưa biết chuyện này. Anh đi chùa cũng phải báo cáo với em à? Anh có làm gì thì làm. Nào giờ đâu có bao giờ em bắt anh phải báo cáo chuyện riêng của anh cho em biết đâu. Thì chuyện làm ăn mà, không ít thì nhiều cũng phải dính dáng tới chuyện cúng kiến chứ. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Còn em sao? Đi chùa cầu gì vậy? Cầu đủ thứ. Cầu cho gia đạo được bình an. Chắc là mới làm gì cho nên thấy bất an hả? Chứ anh thấy cuộc sống này có được bình yên không? Cuộc sống của anh bây giờ anh không mong chờ gì hơn, cho nên như vậy cũng tạm ổn em ạ. Anh đừng có tự dối lòng mình nữa. Đến bây giờ em mới cảm thấy mình đã sai lầm khi kéo anh vào để giải quyết chuyện riêng của em. Rồi từ đó hai đứa mình dắt díu nhau vào một cuộc sống mà không ai mong muốn. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng em với anh đành chấp nhận, im lặng cho qua. Nếu như bây giờ anh cần phải thay đổi á, không cần tới em nữa, thì em và anh cũng có thể chia tay trong hòa bình, để anh có thể đi tìm một người mà anh yêu thương thật sự. Em thật sự đang cần một người như vậy, một việc như vậy. Em không cần những điều đó nữa, vô nghĩa lắm. Em chỉ muốn trả tự do cho anh thôi. Muộn rồi em à. Anh đã phá nát hết tất cả, đến nỗi bây giờ có được tiền cho đi chăng nữa thì cũng không thể nào tìm được hạnh phúc. Anh vợ đi chùa thắp nhang sám hối, chỉ mong là tâm hồn mình được nhẹ nhàng đôi chút thôi. Anh không cần phải giấu em đâu. Em đã nghe được hết chuyện riêng của anh rồi. Có người gọi điện thoại cho em rồi đó. Ai chứ? Ai gọi điện thoại cho em? Hương ơi. Ôi, ai vậy? Tôi Sáu nè. Ủa Sáu hả? Ờ. À, vô nhà chơi. Khỏi đi, ngồi ngoài này cho mát không ơi. Dạ, vậy chờ chút xíu tôi lấy nước nha. Khỏi đi, người trong nhà không mà đặt khách sáo làm gì. Ít ra khách tới nhà không trà cũng nước mà ông nói sao vậy. Nè, uống miếng nước đi. Chà, cái bộ dọn về đây làm ăn có bộ được ha. Được cái gì? Mới thời gian đầu cũng chưa có khách khứa bao nhiêu đâu ông ơi. Ủa, qua kiếm tôi có chuyện gì không? Tôi có công có chuyện tôi mới qua tìm ông. Tôi qua tôi hỏi vụ cái nhà đó. Nhà nào? Còn bà đặt giả đò với tôi nữa. Thì cái nhà mà hai má con bà mướn ở chứ cái nhà nào. Tôi qua tôi hỏi chủ nhà thì chủ nhà mới nói là ông đã mua rồi. Nè, mua là mua làm sao? Nói vậy ông biết hết rồi hả? Thôi biết rồi thôi, tôi cũng không giấu ông luôn. Tôi tính vậy, giấy tờ xong xuôi hết á, lúc đó tôi mới cho chị hai chị biết. Ông có lỡ biết á thì đừng có cho hai biết nghe không? Ý ông là mua đứt căn nhà đó cho bà hai rồi đó hả? Đúng rồi. Nè, ông chơi vậy không có được nha. Ông định giành mối của tôi đó hả? Ông ỷ ông có tiền ông chơi qua mặt tôi đó hả? Nè, ông mà chơi cái đó là tôi cắt một cái cụp, là ông làm thái giám, ông mất đi cái dụng cụ gây án với bà hai của tôi nha. Nè, ông nghĩ đâu vậy? Vô duyên. Người ta nói là phòng nhì của anh và sắp có con với anh nữa. Em nói với cổ, nếu như có con á thì phải báo cho anh biết, chứ không cần phải báo cho em biết đâu. Mấy cô nhân viên ở trong công ty này á quá. Thank you.
Anh lấy cái remote bấm thôi nó mở được mà. Anh không cần phải đối phó với em mấy chuyện này đâu. Vì từ lâu em đã không quan tâm tới những chuyện như vậy. Anh hãy nói với cổ là đừng có làm phiền em, về là tốt. Em về luôn chưa? Anh bận việc thì về trước đi, lát nữa em về sau. Em à, cái cú điện thoại đó em đừng bận tâm nha. Anh hứa là sẽ không làm phiền tới em đâu. Không sao đâu, em không cảm thấy phiền. Thôi anh đi làm nha. À, lát trưa anh về ăn cơm với em. Nhớ chờ cơm anh nha. Anh à. Chuyện gì vậy em? Nếu như em với anh có con chung với nhau, liệu em với anh có... Ý tùm bậy tùm bạ không à? Chứ cái không tự nhiên mua nhà cho người ta làm gì? Bình tĩnh đi, uống miếng nước đi, tôi nói cho nghe. Già mà sao nóng tính quá. Rồi đó, nói đi. Nó là vậy. Tôi thấy hai chị em khổ cực khổ quá. Hôm nay ở nhà thuê, ngày mai ở nhà mướn. Hơn nữa mấy đứa nhỏ cũng vậy nữa. Thấy tội nghiệp cho nên mua cái nhà, có cái chỗ cho chị em, rồi mấy đứa nhỏ của cổ á, chui ra chui vô che nắng che mưa vậy mà. Trời ơi, ông làm gì ông ngon lắm vậy? Ông cũng đang ở nhà thuê nè ông nội. Ông lo cho thân ông đi. Còn con cái ông nữa kìa, ông lo cho nó đi. Trời ơi. Ông không phải hốt bà hai. Ừ. Hay là ông bỏ ông heo để ông hốt cô em. Ê, hai đứa mình làm cột chè với nhau. Đứa chị đứa em cũng ok á. Tôi ok cái đầu của ông á. Tôi mắc nợ hai chị em cổ nhiều lắm. Có trả cả đời này cũng không hết đâu. Ê ê ê, kể tôi nghe coi. Có phải hồi xưa ông đã hấp không? Đã hái qua cả cụm rồi không? Hái cái đầu của ông á. Nghĩ gì đâu không à. Già cả rồi, nghĩ sàm đế quá. Vậy tại sao ông đắc tội với hai chị em họ? Thôi, tôi cũng không muốn nhắc tới làm gì. Chuyện dài dòng dữ lắm. Cứ nhớ tới chuyện này á, tôi chỉ muốn đâm đầu chết cho xong. Nhưng mà tôi nghĩ lại á, tôi chết rồi thì lấy đâu ra để trả nợ lại cho người ta? Mình trả được cái gì thì hay cái đó, để cho mình nhẹ nhàng, mình thanh thản cái lương tâm của mình. Trầm trọng vậy đó hả? Vậy mà từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ ông là một cái người hàng xóm mà vô tư bình thường. Ai dè ông là tội phạm bí mật. Ghê thiệt chứ. Ủa sao gân ngang vậy? Không hề không kể tiếp đi. Mà đầu đuôi câu chuyện sao? Tôi với cô đã thỏa thuận với nhau không được làm phiền nhau. Bây giờ ai vi phạm, tất nhiên chuyện này sẽ chấm dứt. Em không có ý định làm phiền ai, cũng không có ý định chấm dứt. Có tha là do cô muốn, tôi không quan tâm. Cô đừng có vịn vào điều đó mà làm phiền tôi. Anh sao vậy? Anh với bà đâu có đứa con nào đâu. Tại sao bây giờ anh đang có con của mình thì anh lại từ chối? Tôi có con hay không á, không liên quan tới cô. Cô không cần biết. Nhưng tôi thừa hiểu, tôi không thể nào làm người cha tốt được. Tôi không muốn điều đó lặp lại một lần nữa, cô hiểu không? Anh nói vậy nghĩa là sao? Vậy có nghĩa là anh đã có... Cô biết về tôi như vậy đủ rồi, không cần biết thêm nữa đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện có con là chuyện riêng của cô, không phải là chuyện của tôi không chịu trách nhiệm. Cô đừng có mượn cái chuyện đó để mà ràng buộc tôi làm những điều tôi không muốn. Cuộc đời tôi quá phức tạp rồi, đừng có làm rối beng lên nữa. Đâu phải anh muốn đơn giản là đơn giản được. Nếu như vậy, ngay từ đầu anh đừng có để mình đi ngoại tình đi. Tại sao con người anh lại bất nhân tới mức chỉ xem tôi như là công cụ để cho anh thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh? Tôi đã có tình cảm với anh, và tôi cũng là con người, chứ đâu phải là con thú. Tôi biết, nhưng ngay từ đầu quan hệ với cô tôi đã thỏa thuận như vậy rồi mà. Nhắc lại một lần nữa,
Cô vi phạm thì cô phải chịu thôi. Ngay từ bây giờ tôi yêu cầu đừng làm phiền tôi nữa được không? Ha? Nè. Còn nữa, cô chuẩn bị muốn dọn đồ đi đâu thì dọn. Ngày hôm nay tôi sẽ báo với chủ nhà chấm dứt hợp đồng và lấy lại tiền cọc. Cô đừng có ở đây mà chơi lì với tôi. Nè. Tại vì cái ông khui cái chuyện một cái bí hiểm, ông làm cho tôi tò mò vậy. Ông có tò tôi muốn cho ông mò đâu ông ơi. Chưa. Ông có muốn mò không cho mò đâu ông nội. Vậy thắc mắc làm gì? Thôi, ông kể thôi, tôi không ép. Chỉ có điều là tôi cũng giống như ông á. Tôi cũng đang tính kiếm một cái chỗ nào đó cho mẹ con, chị em họ có nơi, có chỗ để mà yên thân. Nhưng mà qua hỏi thì chủ nhà người ta nói là ông làm trước tôi rồi. Ông á thì ông lo trả nợ của ông. Còn tôi thì nó quịch tẹt là thương bả. Đó, vậy đi. Bây giờ tôi với ông Hùng à, chứ để mình ông lo cho vợ tương lai của tôi. Tôi ấy nấy, tôi chịu, ấm ức sao nổi. Thôi ông ơi, tôi đâu có lo được gì cho vợ tương lai của ông đâu mà cứ lảm nhảm hoài. Thôi tôi hiểu rồi. Hồi xưa là ông gây án với cô Đông chứ không phải gây án với bà Hai. Chứ nếu mà hồi xưa ông gây án với hai của tôi thì tôi bẻ cổ ông rồi đó chứ ông hay. Nữa, già cả tới nơi cứ ghen tuông bóng gió hoài. Tôi nói ông nghe nè, tôi không gây tội lỗi với hai thì cũng có thằng khác nó gây tội lỗi hai vậy. Chứ đâu phải tự nhiên hai ở vậy hoài để dành cái ngàn vàng cho ông sực. Ôi bậy bạ. Sực chị ba túi đó. Mấy cái thằng mà khuất mày tôi không có nói làm gì. Nhưng mà với ông á là có chuyện liền á nghe. Bây giờ tôi hỏi ông nè, bây giờ trong cái bàn nhậu đi và tôi ngồi và nhậu với ông đi, tự nhiên tôi quay qua tôi nhìn mặt ông, tôi nói trời ơi cái thằng này nè hồi xưa ấy bà Hai nè, trời lúc đó tôi đang xỉn nha, tôi không biết là tôi làm được cái chuyện gì luôn á. Nè, sáu rồi sáu, chưa sai mà thấy sáu xàm rồi đó. Mệt. Thôi đi về đi. Về gì mà về, chứ ở đây làm gì? Cái chuyện chính tôi còn chưa nói đây nè. Thấy chưa, bởi vì thứ nhiều chuyện gì đâu á, chuyện chính không nói, nói chuyện phụ đã thôi, bây giờ chuyện chính quên. Lâm. Con. Chú. Con có chuyện muốn hỏi chú. Chú. Cháu muốn hỏi cái gì? À, hay là chú cháu mình ra ngoài ngồi cho tự nhiên con ha. Tùy chú. Nếu như chú cảm thấy ở đây không tiện. Lâm nè, hay là con để xe lại đây đi. À, con đi xe hơi với chú, chút nữa quay lại lấy sau. Dạ thôi khỏi, chú cứ đi xe của chú đi. Có gì con chạy xe máy theo chú cũng được. À, cũng được. À, nếu như con chưa muốn. À, thôi mình đi. Bây giờ nghe tôi nói đây nè. Tôi nói về cái vụ cái nhà đó. Tôi qua nói chuyện với chủ nhà rồi. Tôi biết là ông không có đủ tiền đúng không? Ông chỉ có 150 thôi. Đó. Còn tôi cũng giống như ông. Tôi gom trên gom dưới gì đó cũng được khoảng một nửa căn nhà. Đó thì bây giờ vậy. Hai đứa mình cưa đôi. Ông nửa tôi nửa. Coi như là ông trăm tôi trăm đó. Rồi. Còn cái phần mà dư lại của ông á, ông cứ để dành để mà hộ thân nha, còn lo cho con cái ông nữa, được không? Tôi định không cho ai biết chuyện này hết. Nhưng mà bây giờ ông biết rồi, ông chia sẻ thì thôi cứ vậy mà làm. Cảm ơn ông. Chứ tôi cảm giác là tôi có lỗi với hai chị em của họ nhiều lắm. Tôi hiểu rồi, hồi xưa ông gây tội với cô em. Nhưng mà cô chị á phải cực khổ nuôi bà điên hơn 20 năm trời. Chứ ông không có làm gì hai của tôi hết, đúng không? Chứ gì nữa, giờ ông hết nghĩ khùng được chưa? Được rồi.
Ủa, bà tự pha trà uống luôn á hả? Sao không đợi con về con pha cho uống? Chờ mày pha chắc tao chết khát quá à. Dạ, vậy thôi bà uống đi nha. Ủa, bà ngồi đây đợi ông về hả? Chờ vậy thôi, chứ không biết ông có về ăn cơm hay không nữa. Con nói thiệt, bà đừng buồn nha. Ở dưới quê á, nhà con nghèo lắm. Nhưng mà bữa cơm nào dọn ra cũng có đầy đủ tía má anh chị em quay quần nhau ngồi ăn á, ấm cúng lắm. Còn ở trên đây á, nhà bà giàu có quá à. Nhưng mà sao con thấy không có sướng. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy ăn à. Mày nói vậy thì tao chỉ biết nghẹn họng, im lặng thôi. Mà bình thường nói năng kiểu này là tao không tha cho đâu nha. Con biết thời gian gần đây á, tâm trạng của bà không có được tốt. Hôm nay con cũng nói thiệt luôn, nếu như á mà bà đuổi con á, con cũng vô con ôm đồ về quê liền á. Thôi đừng, mày đừng có nghĩ. Mày mà nghĩ cái nhà này chắc nó vắng như chùa Bà Đanh quá à. Thật ra tao cũng đang chán đời, không có thiết sống gì nữa đây nè. Tại con cũng làm đây con cũng thấy chán quá à. Mà sao con cứ nghĩ hoài không ra. Người nghèo như tụi con á, cứ nghĩ hễ mà có nhiều tiền á, chắc chắn là sẽ sung sướng là hạnh phúc. Nhưng mà sau nhiều năm làm ở đây á, thì con thấy không phải như vậy. Sao kỳ vậy bà? Tại tao. Bắt đầu là từ tao. Từ đầu tao có được mọi thứ bằng tiền, không phải bằng tình yêu thương. Nhưng mà tôi độc thân, tôi không có con cái gì hết. Ông thì khác, ông còn phải lo cho con ông nữa. Con Thư á hả? Con Thư á, nó lớn rồi, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, nó tự lo cho nó được. Trở lại á, nó sống tới bây giờ á, là cũng là vì... Vì gì? Không có gì. Thôi, bây giờ cứ quyết định vậy đi. Thôi, bây giờ tôi mệt ông quá. Giờ tôi nói rồi đó nghe. Giờ là tôi hùng là tôi hùng đó. Còn cái chuyện mà ông muốn xài tiền á, thì còn thiếu cha gì việc để mà xài. Ha. Còn cái chuyện mà bây giờ là tôi đã lập được cái chủ quyền của tôi rồi. Tôi đã xác định chủ quyền giữa tôi với bà Hai rồi. Cho nên tôi không còn áy náy gì nữa. Còn ông muốn trả nợ đời, nợ kiếp gì á, muốn cho họ sung sướng sao đó, thì bây giờ như vậy đi. Ông mua nhà xong á, sau khi đó cái ông xây nhà lại cho tử tế, rồi ông mua sắm vật dụng ở trong đó. Ông bao trọn gói luôn đi, tôi không có ý kiến gì đâu. Ủa? Nhưng mà tôi nói trước nha, sau này có chuyện gì thì ông đừng có than với tôi à. Án gì ông vô duyên vừa phải thôi chứ. Tôi chỉ nghĩ tới căn nhà thôi. Còn cái chuyện sau này ông đến với hai của ông rồi đó, ông muốn sửa chữa hay ông muốn làm gì đó chuyện của ông. Cứ mắc mớ gì tự nhiên ông sướng mà tôi phải khổ vậy. Vậy đi. Mà thôi, đừng có hỏi, đừng có nhắc nữa. Đau đầu lắm, đi làm đồ ăn đi. Vậy trưa nay ông có về ăn cơm không bà? Hứa là về ăn cơm đó. Chứ không biết có về không, nhiều khi lu bu trong công ty cũng không chừng. Dạ, thôi con đi nấu cơm. Alo. Em khỏe không? Anh nghe nhân viên nói là mấy bữa nay em không có tới công ty hả? Anh lo sao? Em à, dù gì coi nhau như là bạn cũng được mà. Là bạn sao? Bà có vui khi làm cho công ty tôi không ký được hợp đồng nhập khẩu xe với nhà sản xuất? Bạn có vui khi làm cho khách hàng tôi bỏ công ty giờ? Ngày mai em tới công ty đi. Khách hàng cũng đã ký hợp đồng, họ cũng đã đặt cọc rồi, cho nên phải có em ở đó để giải quyết đơn hàng với khách. Anh nói vậy là sao? Anh xin lỗi. Em à, dù như thế nào anh cũng sẽ ở sau lưng em mà. Alo My. Em đây.
anh muốn gặp em. Anh biết em. Anh muốn gặp em. Con uống nhiều đường hay ít đường? Cho cháu ít đường thôi. Con uống thử xem, coi có vừa không? Chú cứ để cháu tự nhiên. Lâm à, con muốn hỏi ta điều gì? Chú là ai? Ta là ba ruột của con. Cái gì? Đó là sự thật. Lâm à, ba là ba của con. Tại sao? Từ hồi nào tới bây giờ cháu chưa bao giờ nhìn thấy chú. Từ hồi nhỏ cháu với thằng Bi chỉ có một mình má hai thôi à. Vậy thì khi đó chú đã... chú... Khi đó ba đang ở đâu? Tại sao suốt mấy chục năm qua ba không xuất hiện? Tại sao ba không lo cho gia đình? Tại sao ba lại không nuôi dạy con? Có phải con muốn hỏi ba như vậy không? Lâm à, ba xin lỗi con. Ba xin lỗi mẹ đông của con, cả má hai con nữa. Lúc đó ba đã ra đi là gì? Con mới chập chững biết đi, con không biết gì đâu. Nhưng mà ba xin lỗi vì đã không bên cạnh con. Ba dây dứt điều này suốt từ đó tới giờ. Chú làm ơn nói rõ hơn cho cháu hiểu được không? Nếu như chú là ba của cháu, vậy thì tại sao trong suốt gần ấy năm chú lại bỏ rơi mẹ con cháu? Những lúc mẹ cháu bệnh, tại sao chú không có mặt? Mà chú đã làm điều gì khiến cho má hai của cháu lại đau khổ đến như vậy? Lâm, năm chục. Nếu kể ra chuyện này thì dông dài lắm. Ba còn nhớ lúc đó nhà mình nghèo quá, có khi nửa năm không có miếng thịt để ăn nữa. Ba lại là đàn ông trong gia đình, ba không đành lòng nhìn người thân của mình cực khổ thiếu thốn. Con thì đang thiếu sữa, khóc hoài. Ba thực sự chịu không nổi, cho nên ba đã quyết định đi làm ăn xa một thời gian để mong là gia đình mình sẽ bớt khổ. Ai dè, ai dè cuộc đời đẩy đưa, ba bị thất lạc gia đình mình. Đến khi ba trở về thì gia đình mình đã dọn đi nơi khác, không để lại địa chỉ. Ba đã tìm kiếm khắp nơi mà không được. Cho đến bây giờ ông trời đã rung rủi cho ba được gặp con. Lắm, ba đã tìm được gia đình của mình. Ba thật sự mừng lắm con à. Gia đình à? Chú tưởng để có được gia đình là dễ dàng lắm hay sao? Lúc chú không cần thì chú bỏ đi, lúc chú cần thì chú quay về, rồi chú mong mọi người giang tay chào đón chú à. Chú hãy tự nghĩ và trả lời cho cháu hiểu tại sao má hai của cháu lại ghét chú như vậy và không muốn cháu liên hệ gì với chú. Ba cũng không biết nói sao cho con hiểu nữa. Ngày đó lúc ba xin phép má hai con cho ba đi làm ăn xa, má hai con không đồng ý. Ba thì không đành lòng nhìn vợ con của mình cực khổ như vậy, cho nên ba đã tự ý ra đi.
má hai của con thì cho là ba đã phụ bạc ruồng rẫy mẹ con. Ba giải thích kiểu gì má hai con cũng không chịu. Ba cũng không hiểu sao má hai con lại định kiến với ba như vậy. Lầm à. Con hãy tin ở ba nghe. Bởi những chuyện như thế này không ai can đảm nói dối được đâu con. Cháu vẫn chưa cảm thấy, cháu chưa cảm nhận được chú là ba của cha. Kỳ lắm. Cháu xin lỗi. Lâm. Cho hỏi phòng 6 xe ba gác ở đâu vậy? À, phòng này nè chị. Cảm ơn nha. 6 ơi 6. 6 ơi 6. Có nhà không 6? 6 ơi. Gì đây? Nay không chạy xe hả? Qua hỏi thăm vậy thôi. Không có. Vô đi. Cũng dài chạy được không? Thì cũng chết đói rồi bà ơi. Không có tiền nè. Sao tính qua cứu trợ hả? Trời đất ơi. Mày làm như tao qua hậu thân thiện thì dư tiền cứu trợ. Mắc ối. Rồi qua đây làm gì? Bà kiếm gì hả? Kiếm ghế đúng không? Thôi khỏi kiếm, không có đâu. Rồi bẹp dưới đất đi. Trời ơi, sàn dơ thí mồ. Trời, bà làm như bà ta công tầng tôn nữ gì đó. Quen ngồi ngay, ngồi ngựa hay sao mà sàn dơ. Ngồi đại đi bơ. Thì gì vậy? Ghê không? Trời ơi, cái dáng ngồi y như mấy bà ngoại bà nội vậy đó, ngồi chơi đất. Ơi, người ta người giàu ha, người ta chảnh thấy còn khó chịu rồi đó. Bà nghèo bà chảnh là xài không được rồi, bà nghe chưa? Bữa nay mày làm gì á? Mày bị hạ tắc thượng cái gì mà tao qua mày móc họng mày chửi tao hoài vậy? Tôi bị bí tắc toàn thân luôn nè. Cũng tại bà đó mà tôi chưa yên thân yên phận á. Chào cô. Vì chuyện gì em hả? Về tất cả. Cả việc hôm nay anh vẫn gặp em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh hiểu ra rằng những chuyện hôm nay em phải gánh chịu là vì anh. Anh nói là anh thương em. Nhưng mà những hợp đồng mà anh mang về cho em giống như là một sự trao đổi thôi. Cho nên việc em đi với cậu trai trẻ đó là vì em thất vọng về anh. Anh xin lỗi em. Anh không ghê sợ một người đàn bà chung chả chán chê như em sao? Em à, anh
anh cũng đâu có chung thủy hay là chung tình gì đâu. Mạnh có quyền phán xét em như vậy. Anh chỉ biết rằng anh rất thương em. Em biết không, trải qua bao nhiêu mối tình đều là những sự sai lầm. Cho tới bây giờ anh mới nhận ra em là người hợp với anh nhất. Em đồng cảm với anh trong từng suy nghĩ, trong công việc. Anh thật sự cảm thấy rất tiếc khi hai đứa không gặp nhau sớm hơn, khi mình còn chưa ràng buộc bởi những mối quan hệ hôn nhân hợp pháp đó. Em, thật sự bây giờ anh không biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng chí ít anh không muốn làm em buồn thêm nữa. Rồi sao? Nghe nói mấy bữa nay bà kết hợp với lại bà Năm Thọ, nghe nói là hả, nhuyễn lắm đúng không? Đúng không? Bây giờ kết bè kết phái dữ dội lắm mà. Qua đây kiếm tôi làm gì? À, kiếm mẹ chơi 50 được không? Ôi, rảnh quá, chơi 50. Nghe nói nó giao cho bà đi gom hụi xuống thân, đếm tiền mỗi tay luôn mà. Ê, không móc họng nữa nha. Ủa, chứ không phải là bà hứa cho mẹ con bà vốn để làm ăn, rồi hả, coi cho thêm mấy dây hụi hay sao? Nó cái giọng người tức ói máu vậy. Ồ, rồi, đi đâu vậy? Thôi, ngồi đây, ngồi đây. Vẫn chơi một chút thôi mà. Ngồi xuống đây nói chuyện coi. Ủa, có chuyện gì không anh? Ủa, chuyện gì là sao? Ông Sang ông nói cô dọn nhà trả lại cho tôi hồi tuần trước, mà sao giờ còn nguyên si vậy? Anh nói làm sao? Ông Sang làm vậy thiệt hả? Tôi không cần biết ông Sang ông nói gì với cô, nhưng mà ông đã thanh lý hợp đồng rồi, có nghĩa là ông không có tiếp tục trả tiền nhà nữa. Nhưng mà nhà này tôi đang còn ở mà, tôi với con ổng còn ở đây mà. Cô còn ở thì phải báo tôi biết một tiếng, để còn làm lại hợp đồng rồi đặt cọc 3 tháng nữa chứ. Đâu có ở khơi khơi vậy được. Anh thông cảm giùm tôi đi. Tôi có thai, sắp tới ngày sanh rồi. Tôi cũng không có tiền để dành nữa. Hay là anh cho tôi ở tháng nào tôi sẽ đóng tháng đó nha. Không được đâu. Tôi nói cho cô biết cái luật thuê nhà vậy thôi, chứ ông Sang ông trả nhà là tôi nhận cho người khác thuê lại rồi. Cô dọn sớm đi cho tôi nghe. Cái gì? Tôi dọn liền bây giờ hả? Trời ơi, rồi tôi biết đi đâu bây giờ? À, cái đó là chuyện của cô. Ngày mốt á, người ta tới người ta nhận nhà rồi, cô phải dọn trả lại nguyên trạng cũ cho tôi, để tôi còn dọn dẹp giao cho người ta nữa chứ. Nhưng mà tôi đến á, là tôi báo cho cô biết vậy thôi, chứ còn chuyện của cô á, cô tự giải quyết đi. Mai tôi ghé tôi lấy nhà. Nè anh. Trời ơi. Thank you.